ta trở về từ chư thiên vạn giới, tập 220, lên phun bộ này vô phòng mô tả nhé. Dừng bước. Phía trước là khu vực cấm, mời quay về theo đường cũ. Tại sao? Không tại sao cả, mời quay về theo đường cũ, người vi phạm giết không ta. Sau lưng ngươi là cái gì vậy? Hả? Biến mẹ mày đi. Ây dạ, thưa Lê Bi Giỏi, ngươi là đệ tử của Tổng Thiền Học Viện có đúng không? Ta khuyên ngươi đừng có sai lầm, đừng có nhiều lời. Tướng tư đồ hít tàn chay hả? Nói cho ta biết, đớp tiệt bích đi như thế nào? Tư đồ huyết, thiếu chủ phủ, hoàng phủ tư đồ, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy. Nhưng mà nơi này là đảo tiệt bích, Học Viện Tổng Thiền, các người cũng chỉ là một người canh cửa chỗ đảo tiệt bích mà thôi. Tư đồ hồng phủ của người chẳng ra, cũng chẳng ra là làm sao. Ta khuyên người nên thức thời một chút đi. Ta khuyên người nên thức thời một chút, rốt cuộc là người có nói gì không? Bản thân người từ muốn chết, ta cũng sẽ tá thành cho người. Muốn đến đảo tiệt bích thì ngươi cứ đi thẳng về phía trước là được. Vậy để cho người hồn mờ mấy canh giờ đã. Họ, nơi này là cái trận pháp ẩn cực kỳ cường đại tồn tại à. Càng khôn quý ngược hiện ra cho ta. Đây là đảo tiệt bích, thực sự là một hòn đảo, hơn nữa còn là một hòn đảo nổi trên không. Làm thế nào mà được như vậy nhỉ? Thật khiến cho người ta chấn động. Một hòn đảo nổi cực kỳ nổi tiếng ở trên không trung, chắc chắn không phải là người bình thường có thể làm được. Du lịch chư thiên vạn giới 500 năm rồi, cũng chỉ có những thế lực lớn đỉnh cao thì mới có đảo nổi. Lai lịch của đảo tiệt bích tuyệt đối là phi phạm. Vậy làm sao mới lên trên được ra đây? Tôi tiếp bay lên thì có phải là gây mắc lắm không? Đảo tiệt bích cấm đi vào, bây giờ là tức khoan tay chịu trói đi. Khoan tay chịu trói? Tư đồ tí ta sợ ai chưa? Đến đây đánh một trận đi. Không tự lượng sức. Thiền đạo thấp tâm thức, thực lực của kẻ thiên mệnh cảnh mà lại có chiến lược như vậy sao? Thật khiến cho ta mớ mắt tầm mắt. Thiên mệnh cảnh, yêu má đạo uy diện vào thì đã là thực lực phong vân cảnh rồi. Đại phong, giết chết tới này, ta có một bút có thể động vào phong vân. Cái gì? Người vậy mà còn có họa thánh. Nói cho ta biết vào đảo tiệt bích như thế nào. Đi đảo tiệt bích là người sáng sống rồi à? Người là cái thái gì chứ? Nơi đây đó là nơi mà người có thể đến được hay sao? Ta đường đường là thiếu chủ phủ của tư đồ hoàng phủ mà dám mắng ta là cái thá gì? Tư đồ huyết ta, cho dù không phải là cái thá gì thì cũng để cho người mắng hả? Ta thấy người mới là kẻ chán sống rồi đi. Có tìm bổn thiếu chủ chém người thành tám mảnh đem cho cháu ăn hay không? Kiều càng ngông cuồng vô tri. Nơi này là đạo tiệt bạch đấy, tư đồ hồn phủ của người cũng chả dám động vào, người có biết hay không? Ta bị kịch rắm, người không nói thì ta sẽ giết người. Nếu như người đã tự tìm được chết, vậy thì ta tác thành cho người. Bên kia có một trận pháp, sau khi khởi động trực tiếp đi lên là được. Đã hiểu rồi, ngủ một lát đi. Nơi này chắc chắn là trận pháp của đạo tiệt bích rồi. Phải đi lên rồi. Linh khí nơi này đậm quá, không hổ là đạo tiệt bích trong truyền thuyết. Gần như là sắp bằng căn phòng bố trí ở vòng huyền cùng mà ta lợi dụng thiên nguyên thạch trộm được ở trong huyền cơ tháp rồi. Cũng không biết là tiêu cầm ở đâu. Tù vị của tiêu cầm như là tiến triển nhanh qua đi. Bà động ánh mắt thật là sọc bén. Thiên phú của cầm đi thừa là tốt nhất ở trong mấy trăm năm qua của đảo tiệt bạch đấy. Hai vị à, làm sao đi đến nơi đó ở của tiêu cầm được như vậy? Ở bên kia đại viện ở trung tâm đảo đi. Cảm ơn. Đời đã, người làm ở đâu? Sao trước giờ ta chưa từng gặp người? Ta tên là Từ Đồ Huyết, là mới tới đảo tiệt bích mấy hôm, là đến chăm sóc cầm tiểu thư. Hóa ra là mới đến đảo tiệt bích à? Chẳng trách là chưa từng gặp. Đưa lệnh bài của người cho ta xem thử. Lệnh bài? Con có lệnh bài sao? Không phải là người không có đi chứ? À, sao lại không có chứ? À, ta sẽ đưa cho hai vị xem. Lì mì quá, nhìn lên. À, mời hai vị xem qua.
Ý, nay thì lên bài. Phá hết cho ta. Nhật Nguyệt Cảnh mới bao lâu rồi chứ mà cầm tiểu thư như vậy đã đột phá được Nhật Nguyệt Cảnh rồi. Chứ dù là Đao Tỳ Bích thì tư chất của cầm tiểu thư đúng là độc nhất vô nhị. Đáng tiếc là pháp tắc thiên địa nơi này đã bắt đầu trở nên trói buộc rồi. Nếu như cầm tiểu thư muốn đột phá hơn nữa thì phải đi đến chỗ vực rộng lớn để tu hành. Tiểu cầm ở trong viện này sao? Phải nghĩ cách để cho cô ấy biết mình tới, lén lút gặp mặt một lần thôi. Nhật Nguyệt Cảnh là hạn chế cao nhất ở tu vị vực này. Thực lực hiện giờ của ta cũng chỉ là cao thủ một phương ở đây thôi. Mà mối thù tày trời của Đại Võ Triều cũng đã đến lúc phải thanh toán. Còn có Hướng Thiên Ca không biết là như thế nào rồi. Nơi nọ hòa tìm nhất là Mạch Phượng Tập Lý Đào Hoa. Đây là dòng núi của ca ca. Kẻ nào mà bên ngoài? Không biết nơi này là nơi ở của cầm tiểu thư. Cấm người lung tung làm phiền à? Để ta đi xem thử. Đợi đã, ta có hơi mệt rồi, các người đi chuẩn bị bông nước tắm cho ta đi. Dân tiểu thư, nhất định là ca ca. Lúc trước ta vừa Hướng Thiên Ca thường xuyên tới Mạch Thượng ngắm hoa đào. Câu ấm ngữ này chỉ có Hướng Thiên Ca là biết. Ca ca. Ý, người Tiêu Cầm là ta. Ca ca thế sự là huynh. Mới có tưởng là cả đời này không còn gặp được huynh nữa cơ. Chính là như vậy. Yêu cầu bá đạo là bắt chúng ta vĩnh viễn không gặp lại nhau. Để cho ta đi tìm đồng bà nói cho rõ ràng. Ca ca đừng đi. Đồng bà là người cao chân nhân trần chính. Huynh không thay đổi được suy nghĩ của bà ấy đâu. Hơn nữa bà ấy nói là đối xử với muội ra tốt, không cần phải lo cho muội. Tiêu Cảm, muội yên tâm đi. Đợi tu vi của ta tăng lên thì nhất định sẽ đến bà ấy, cái bà đồng đồng gì đó đưa muội ra đi. Ta tin tưởng ca ca. Ca ca, đây là muội chuẩn bị cho huynh đấy. Ừ, cái gì vậy mà thần bí thế? Là chân võ tần nghiêng đáng. Ca ca, huynh biết đan dược này sao? Trong võ tần nghiền đan, sự là đan dược cực kỳ cao cấp. Chỉ có luyện đan sư cấp cao thì mới có thể luyện chứ. Mà ở vi diện rất cao cấp như là chư thiên vạn giới cũng là tồn tại cực kỳ quý giá. Lên lịch của đất tuyệt bích xem ra còn lớn mạnh hơn mình tưởng tượng. Tìm, nhanh tìm cho ta. Làm gì có lý ra được chứ. Hành hung ở đảo tuyệt bích chúng ta đúng là vô viện, vô thiên vô tháp. Tiêu Cầm, ta phải đi rồi. Kè kè báo trọng. Một lát sau, thị tử đứng lại cho ta. Chỉ dụ vào các người mà cũng đổ mất tư đồ huyết tự kiếp sâu đi. Tiêu Bích Đạo chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Tốt nhất là đừng đưa ta gặp được cái lão yêu bà đồng lão lão kia. Nếu không ta sẽ đánh bà ta đi. Hỗn sự, thị tử cứ để đó cho ta. Giảm bất kích với lão bà đã tiệt bích sẽ không tha cho ngươi. Viện của tư đồ huyết. Phi Nhi, mùa đêm đúng lúc lắm, ta có chuyện. Thiên giáo chủ Từ Trọng. Phi Nhi là tới mà ngài có thư gọi sao? Hả? Tớ mới biết mình đi. Trà Nam, cô ấy có ý kiến gì về ta có đúng không? Ừ, có lẽ là như vậy. Chị giàu mắng huynh là Trà Nam. Huynh lén lút tiền nữa nhọn khác số lương tỷ ấy à? Hút. Bây giờ tiền tất lớn nhà, tình cảm của tư đồ huyết và lòng Phi Nhi có vấn đề, nhìn báo cho Lý Hướng Thiên. Đã xảy ra chuyện gì? Đồng bà, cuối cùng người cũng về rồi. Có người kiều càng xông vào đảo Tiền Bích, còn dám đánh người của Ngô Khải bị thương. Kế nào lại dám to gan như vậy? Không biết là đảo Tiền Bích là sự tồn tại như thế nào hay sao? Là tư đồ huyết của Hồng Phủ, kiều càng ngào mạn, cực kỳ là khiêu khích bọn tôi. Con nói... Con nói cái gì? Con nói bà là lão yêu bà đã tuyệt bích đều là rạc rưỡi. Con đôi đến bà nữa. Cái gì? Hàng giam nói ta như vậy sao? Tức chết ta mất rồi, không thể tha thứ. Huy bà bất giận. Bà bất giận. Nói cho ta biết kể đó lại. Ta phải lột xương hắn. Có chuyện gì vậy? Phô chủ, có người đánh tới cửa rồi. Cái đám nhảy còn có tứ đồ hoàng phủ đều ra đi hết cho ta.
Làm gì có cái lý đó, đây là gan to tệt rồi à, để ta xem thử rút cô lại. Kế nào lại dám hỗn xược ở đây, lăn ra đi cho ta. Lại, là ta. Hả, ngươi là? Mở kia cô ta lại, đến phổ chủ mừng của chúng ta rồi, cũng dám đến, phải tiêu diệt cô ta. À dừng tay, đó là hả? Muộn rồi. À, bái kiến đồng bà của Tiệt Bích Đạo. Cái gì? Cô ta là người của Tiệt Bích Đạo ư? Hơn nữa còn là đồng bà chỗ đảo có đảo Tiệt Bích. Chào cô ta lấy tới đi. Đồng bà, không biết là tứ đồ hồn phụ ta đã làm cái gì mà lại khiến cho đích thân bà tới đánh tới của. Đó làm gì? Đưa tại con trai tốt của người đó. Dám mắng ta là lỡ yêu bà. Con đôi đánh ta. Quỳ đánh người của đảo Tiệt Bích bị thường. Rồi con bảo, con nói là đó Tiệt Bích cũng chỉ có như vậy. Bà ta, nếu như không phải là sợ người khác đối ý lớn hiếp nhỏ, thì ta sợ giết con trai của tứ đồ huyết ngươi rồi. Bây giờ thì phụ chủ của tứ đồ hoàng phủ là người phải gánh chịu con tức giận này của ta đi. Một lát sau, à phụ chủ à, ngài không sao chứ? Ta không sao, đông bà đã đi rồi sao? À đã đi rồi, đi được một lúc rồi. Tiền khốn kiếp tư đồ huyết lập tức tìm hắn về đi cho tớ. À cha, tư đồ huyết, ngươi còn dám quay về? Cha, ngươi đi là sao vậy? Tớ thế này còn không phải là vì ngươi hả? À cha, ngươi đánh con làm gì? Ngươi ta đánh ngươi thành tàn phế luôn, ngươi chọc ai không được, mà cứ phải chọc vào đảo Tiệt Bích chứ hả? Đảo Tiệt Bích là cái nơi nào? Ngươi không biết thì sao hả? Cứ tới nghịch tứ này. Hai cha người đã một mớ tuổi rồi, còn bị người ta đánh như thế này, ôi ta đánh chết người. Một lát sau, con nói thật đi, con không đến đảo Tiệt Bích sao? Thì đối là chưa từng đi qua, chắc chắn trong này có chuyện hiểu làm gì. Xem ra sự việc không đơn giản. Chuyện này cứ giờ cho ta xử lý. Thông thiên lộ lại sắp mở ra, con đi nâng cao tu vi trở đi, không được có bất kỳ một sơ sót nào. Cha, cha nhất định phải điều tra rõ ràng. Con từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh như vậy. Âm thầm đi điều tra một phen, đừng có làm kinh động tới đảo Tiệt Bích. Rõ. Ba ngày sau, khí thế rầm rộ quá, người nào đến vậy? Thế này là người cũng không biết à? Vừa nhìn là đã biết được các tiền kiều của 10 hòn phủ lớn rồi. Tiền kiều của 10 hòn phủ lớn đến đây à? Xem ra tiên thiên lộ đã sắp mở ra rồi. Cuối cùng cũng đợi cái ngày này tới rồi. Hoàng phủ chí cường. Huynh à, mong trăng mong sao, cuối cùng cũng mong được huynh tới rồi. Hoàng phủ lôi cờ, ngươi tu hành của hồ viện thầm thiền lâu như vậy rồi sao? Mà sao vẫn phế vật thế? Huynh sao huynh có thể so với cái loại thiên kiều như ta chứ? Tác dụng của ta chính là làm đá lướt đường cho các thiên kiều như huynh. Ngươi hiểu là tốt. Đoạn ghét. Đây chính là thiền kiều mà tập đại hoàng phủ phái đi. Tin tức chi tiết thì ta đều viết ở trong đó. Đúng là đều rất mạnh, không có ai có cảnh giới thấp hơn Phong Vân Cảnh. Thâm thiên chi lộ trên danh nghĩa là quyết định ra 13 người mạnh nhất của hồ viện thâm thiên. Nhưng mà mọi người đều biết nó thực ra là bị 10 hoàng phủ lúng đoạn mất 10 người, mà thâm thiên học viện chỉ có 3 người. Năm đó thiên kiêu của Vạn Huyền cùng thật sự quá nhiều, muốn lấy thơm nhiều vị trí hơn, mới bị 10 hoàng phủ liên hợp là giết chết. Đây chính là nguyên nhân mà Vạn Huyền cùng bị tiêu diệt năm đó. Người chắc chắn là có thể lấy được vị trí chưa? Ngồi này làm phiền gì và tứ đồ hiếp thế nào? À, ta định để nói với người chuyện này đây. Chuyện này thú vị lắm. Làm phiền gì và tứ đồ hiếp mới trở mặt rồi. Lý do gì mà hình như là tu vi của làm phiền xảy ra vấn đề, 3 năm liền không có tiến triển. 3 năm liền không tăng trưởng tu vi sao? Trùng hợp như vậy. Ta từng ngồi ở trong cho khô người ở trong thiền lao 3 năm. Đây là báo ứng của Long Phi Nhi sao? Tư đồ hiếp phù đệ, thiếu phù chủ, suy nghĩ thế nào rồi? Ta và người liền thủ tiêu diệt những người khác trước, sau đó thì ta và người trên đoạt người thắng cuối cùng sau. Được đấy. Nhưng mà ngươi phải cho ta thấy được ngươi có tư cách hợp tác với ta không? Đến một trận,
Nhàm chán. Vì để cho mọi chuyện không có bất trở gì, bây giờ vẫn không thể để lộ bài tẩy của mình. Và nghĩ cùng, có một kẻ tên là Lý Hương Thiền, người có biết không? Đương nhiên là biết rồi, nghe nói rất là kiêu căng, dẫn dắt Vân Nguyên cùng lại phát triển khí thế năm đó. Đánh không lại, lúc trước thần địa phi vật của người từng đi giết hắn, không thành công, hay là người giúp ta? Chuyện nhỏ. Người trên sao còn chưa tới, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đi chứ? Miệng quà đen. Người trên nhân vật như là tiền nhân đến từ đại thế giới đối diện với thầm thiền lộ, có thể có chuyện gì? Ờ vâng, là ta nói sai, cũng mày không để cho người trên nghe được. Đừng nói nữa, tới rồi. Ngọc Nhi sư muội, nơi man hoang này không ngờ linh lực lại vẫn đục mỏng manh như vậy. Sau khi hoàn thành kiểm tra ở nơi này thì vẫn nên về xem đi. Cao Hòa, nếu như không phải là nữ mà tư đồ vương thì ai muốn tới nơi đây chứ? Thật sự không hiểu nổi, nơi thế này thì có thiên tài gì được? Lời của muội sai rồi, muội quên Minh Đế rồi à? Lần này chúng ta còn có nhiệm vụ khác liên quan tới Minh Đế. Minh Đế vùng dậy từ vùng đất xa xôi này sao? Minh Đế hiện giờ là cấm kỵ, cấm bất cứ ai nhắc tới. Nhưng mà đúng là Minh Đế bước vào thông thiên lộ ở đây, sau đó lại chết ở đây. Mặc dù Minh Đế là thiên tài tuyệt diễm, nhưng quá cao ngạo, chết đi cũng là chuyện đoán được. Lần này nhiệm vụ khác của ta và muội là diệt dư nghiệt của Minh Đế, hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Căn cứ và điều tra, dư nghiệt của Minh Đế thì vẫn còn lại đồ đệ tên là Văn Thải Nhị Phi Du. Những năm qua thì hắn luôn âm thầm điều tra chuyện của Minh Đế. Vậy thì đơn giản rồi, ta ra tin tức thì chúng ta tới rồi, thì cái tên Văn Phi Thải Dường đó chắc chắn sẽ đến tìm chúng ta. Tư đồ Hoàng Phủ, chủ tư đồ Bá Thiền và phụ chủ của thập đại Hoàng Phủ, cùng với chư vị cùng chủ của Thông Thiên Hậu Viện, cùng tới nghênh đón thượng nhân. Cái gì không còn phải đà lễ. Tư đồ chủ phủ trước khi chúng tôi đến đây thì tư đồ vườn đã đặc biệt nhắc tới người đó, nói là tư đồ gia các người thế hệ này lại có một thiền kiều dội dàng, dặn dò bọn ta nhất định là phải dẫn hắn về cho ngày đấy. Không ngờ lão tổ vẫn còn nhớ đến tư đồ gia ta. Trên dưới tư đồ gia nhất định sẽ không phụ lòng của lão tổ. À, hai vị thượng nhân, đây là con trai tư đồ huyết của ta, là đại diện cho tư đồ Hoàng Phủ tham gia thông thiên chi lộ lần này. Bài kiến hai vị thượng nhân. Tư đồ huyết không tệ, không hổ là hậu đại của tư đồ vương, quả nhiên là có phong độ của thiên tài. Sau này không còn đại lễ, cứ gọi ta là Ngọc Nhi là được. Cô gái này xinh đẹp quá, không hổ là đến từ đại thế giới tù tiền, khí chất xuất trần, này giống y như là tiên tử vậy. Tư đồ huyết, mấy ngày tới con đưa Ngọc Nhi thường nhận đi tham gia tham quan nhé, làm quen với hoàn cảnh này đi, chiếu cổ tốt cho Ngọc Nhi thường nhân. Ngọc Nhi thường nhân này rất là được, nếu như có thể cùng với tư đồ huyết. Trời yên tâm, cô nhất định sẽ chăm sóc cho Ngọc Nhi cô nương thật tốt. Chư vị nhanh chóng mời chọn ra 13 người đưa mở ra thông thiên chi lộ đi. Thường nhân yên tâm, chúng tôi đã xác định được 10 người rồi, còn lại 3 người cũng sẽ nhanh chóng được xác định. Tư đồ phụ chủ, liên quan tới 3 vị trí còn lại, ông có suy nghĩ gì không? Còn có suy nghĩ gì được, chắc chắn là một người của Vân Huyền Cùng cũng không được chọn. Đúng vậy, cái đám người của Vân Huyền Cùng đó có xu thế tro tàn là cháy, tuyệt đối là không được có ai chọn. Không, để bọn chúng được kẻ nào đó tính kỳ đi, toàn bộ đều chọn. Chuyện này tư đồ chủ phủ à, đây là thao tác gì? Suy nghĩ của tư đồ phủ là nhân cơ hội này lừa giết toàn bộ người của chúng. Đúng vậy, lần trước có thể tiêu diệt hết dần nghiền cùng, lần này đương nhiên là cũng có thể. Chẳng phải bọn chúng là muốn nhảy nhót hay sao? Cứ để cho bọn chúng nhảy nhót cho đã. Lần này thập đại hồn phủ, thập đại thiên kiều tề tụ, dân nguyên cùng chúng ta bị tiêu diệt hết. Hôm nay triệu tập mọi người đến đây là có liên quan tới chuyện của thông thiên chi lộ. Thông thiên chi lộ đã xác định danh sách người tham gia rồi. Kỳ đồng khốn kiếp này chắc chắn là không cho bất cứ ai trong số chúng ta tham gia ấy nhỉ? Vậy phải làm sao?
không được chọn thì không thể nào bước chân vào thông thiên chi lộ được. Ngược lại hoàn toàn, lần này tất cả mọi người có dân yên cùng đều được chọn. Hả? Cái gì? Có phải bất ngờ lắm hay không? Lúc vừa mới nghe thấy ta cũng rất là bất ngờ. Đương nhiên không phải là bọn chúng có ý tốt gì, mà trên thực tế thì vận huyền cùng có được chọn toàn bộ là vì cái đám người đó có tâm tư muốn tiêu diệt vận huyền cùng một lần nữa. Sau khi thông thiên chi lộ mở ra, sẽ mở sân thí luyện ở vòng ngoài trước, cuối cùng là quyết ra 10 người thắng cuộc bước vào thông thiên chi lộ. Thí luyện trường này thì dưới bàn núi là tu la trường càng đúng hơn. Thì lúc đó thì các người sẽ phải đối diện với thiên kiều của 10 đại hoàng phủ. Những người này đều được các người kết đại hoàng phủ bồi dưỡng mấy chục năm. Chiến lực trên người đứng ở đỉnh chốt vực này. Chiến sống chết như mì gió, không phục thì chiến. Ta cũng không sợ, cái gì mà thiên kiều cũng chẳng bằng thiên kiều vô sông của hậu quân bảo tà. Cút sang một bên. Lúc trước ta có tìm hiểu về những con cháu của hoàng phủ này, tôi vui bọn chúng thấp nhất cũng đều là phong vân cảnh, chiến lược thì không thấp. Hơn nữa đã là nơi thí luyện, do thập đại hoàng phủ sắp xếp thì chắc chắn sẽ tồn tại ám chiều rất là nguy hiểm. Vì vậy lần này ta sẽ không hỏi ý kiến của các người nữa. Ba ngày sau, người muốn đi trực tiếp đi đến thông thiên chi lộ là được. Bất luận là đi hay không đi thì các ngươi đều phải là niềm kiêu hãnh của vòng huyền cung rồi. Sau khi nuốt mấy cái viên trong vỏ tầng huyền đan này thì chắc chắn có thể giúp ta đột phá tới vòng vận cảnh. Đây cũng là cảnh giới cao nhất mà vực này cho phép đột phá rồi. Bắt đầu thôi. Nơi này là nơi nào? Mỗi lần có đột phá lớn thì đều sẽ bị ép vào trong không gian của bá đạo quỷ diện. Nơi này là cái nơi mà lần trước ta đã đi đến. Hơn nữa cự nhân kia vẫn không thấy đâu. Lần trước chưa có cơ hội để bước lên thềm đá thì đã dịch chuyển ra ngoài rồi. Lần này thử lên xem. Được lắm. Không ngờ trên thềm đá này lại có ý chí lực uy áp. Hơn nữa tiến thêm một bước là ý chí lực uy áp lại tăng thêm một phần. Với năng lực hiện giờ của mình, chỉ có thời miên cũng đi đến bậc thứ 8 tiếp đi nữa là không đi nổi. Tỷ tỷ, thông thiên chi lộ sắp khởi động rồi, mà thiếu phụ chủ lại không tranh đoạt được một vị trí cho tỷ à? Đã mấy ngày rồi ta không gặp được quân ấy. Tỷ tỷ, tỷ là thiếu phụ chủ bao nhiêu năm như vậy rồi, tình cảm thì sâu đậm, mỗi thấy tỷ nên chủ động đi tìm quân ấy. Tìm quân ấy có tác dụng không? Có tác dụng. Dù gì thì tình cảm của hai người cũng có nền móng mà, có mâu thuẫn gì mà không nói ra được chưa? Thôi được rồi, nghe lời muội, đêm này ta sẽ đi tìm quân ấy nói rõ ràng. Ngọc Nhi, phía trước là diện võ trường của thông thiên học viện, ta đưa cô đi xem nhé. Tư đồ. Tư đồ Lan, môi trường của thông thiên học viện cũng được đây chưa? Ngọc Nhi, thông thiên học viện còn có một cái hồ rất là đẹp, ta đưa cô đi xem nhé. Vậy thì tốt quá rồi. Ôi, Ngọc Nhi, cô không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn Tư Đồ Lan. Thiên kiều như Tư Đồ Huyết đây, nếu như thông qua được thiền thông thiên chi lộ thì chắc chắn sẽ có được Tư Đồ Vương trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như có thể trở thành đạo lữ vị hắn thì đến lúc đó mình cũng coi như là một bước lên mây. Không sao là tốt rồi. Có thể của Ngọc Nhi mà mài quá, ít nhất cũng là mầm hơn Lâm Phi Nhi nhiều. Tư Đồ Lan, đây của người. Là ta đã vô lễ rồi. Đưa tới mì lực chích đi cô nàng đó Ngọc Nhi à, ta nhất thời không thể kiềm chế được. Tư Đồ Huyết, Lâm Phi Nhi, muội sao lại ở đây? Tại sao ta không thể ở đây? Hay là nói ta đã làm phiền hai người rồi? Lâm Phi Nhi, đừng có vô cớ gây sự. Ta đang dẫn Ngọc Nhi thường nhân đi thăm tú tông biên học viện. Thăm tú hay quá nhỉ? Tỳ cũng đã sờ lên eo của Ngọc Nhi thường nhân luôn rồi. Lâm Phi Nhi, nhanh đi nơi khác đi, đừng có mà ăn nói bậy bạ. Vội già núi ta đi như vậy, cản trở các người nói chuyện gì được à? Có phải không? Hỗn dược. Cô quỳ xuống cho ta.
Người là cái thái gì chứ? Cũng xứng nói năng bừa bãi trước mặt ta. Còn dám phiền não nữa thì ta sẽ xé rách miệng của người. Tỷ chết tiệt. Dương Ngọc Nhi này tuổi còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, cảnh giới của cô ta ít nhất cũng phải là nhân viên cảnh gì. Tôi đều biết là Thiền Kiều đã được định sẵn sẽ rời khỏi đây đến thế giới lớn hơn. Người xứng với hắn sao? Tôi đều biết, quên nói một câu đi. Lâm Hi Nhi, ta không có gì để nói. Không có gì để nói. Ngọc Nhi, chúng ta đi thôi. Cái đồ nhà quê, cái này còn dám xuất hiện trước mặt ta nữa thì ta chỉ giết người. Tư đồ huyết, người đối xử với ta như vậy. Tỷ, tư đồ huyết phụ bà tỷ như vậy không cần phải đau lòng vì hắn. Mùi nói đúng, ta không cần phải đau lòng vì hắn. Người đâu? Chiến tư đã gửi đi rồi, mà Lý Hướng thì chắc là sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi sao? Ê, sắp tới là gì mà huynh cũng không hiểu vì sao? Huynh cũng đã lớn rồi cơ mà. Ôi giời, sắp tới là cái gì mà huynh cũng không hiểu sao? Nhân vật nhỏ rác rưởi như là Lý Hương Thiền, bọn tôi tự khi chiến hắn đã là xem trọng hắn rồi. Ngươi còn muốn ta đứng đây đợi hắn? Hắn không đến sớm thì ta làm gì được? Đó là nhờ người không làm được chuyện cái đồ phế vật do kẻ hạ đẳng sinh ra. Họ Vũ Chí Cường, đối với sĩ nhục mẹ của ta, sĩ nhân nãy của ta có hạn. Sao nào không vui rồi? Mẹ của ngươi không phải chỉ là một nhà hoàng phụ dọn trách quét dọn hay sao? Không phải là cái hạ đẳng thì là cái gì? Sự nhẫn nại của ngươi có hạn sao? Ngươi không nhẫn nại đi cho ta xem thử, ta cũng có thể triệt được phía ngươi. À, Lý Hương Thiên tới rồi. Cuối cùng cũng tới rồi. Làm gì có ai? Ông đi, nhìn lâu lắm rồi đó. Ngươi lại dám đánh lén ta, địa điểm của ta. Nhìn đủ rồi, hôm nay ông đây phải phản kháng. Phản kháng sao? Nói nhục của hoàng phủ nhiều người cũng dám phản kháng à? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Đến đây đi, phí vật thì đây chính là sự phản kháng của người sao? Nói lên như vậy thì vậy người đúng là vô trì đến cực điểm rồi. Ta giết người chết, sau đó thì tiếng mẹ của người xuống lâm bản với người. Ai vô trì còn chưa chắc đâu. Lưu Huy Thiệt, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới rồi. Ngươi lại giở cái chiêu trò này à? Từ bỏ vùng vẫy rồi sao? Ta tới rồi đây nọ. Lưu Thiện, ngươi lại dám đánh lén ta? Đánh lén ông nội người, hoàng phủ lôi cuồng rõ ràng đã nói với người, ta đến rồi là bản thân ngươi không tin thôi à? Hoàng phủ lôi cồn, cái đồ rác rưởi, vậy mà ngươi lại dám bắt tì với Lý Hương Thiên lùa ta? Đáng đời. Hai người gạt người, ta sẽ không tha cho đứa nào đâu. Lý Hương Thiên, ta sẽ tiến ngươi về Tây Thiền trước. Ồ, ngươi chắn đời sau chém. Hoàng phủ lôi cồn, ngươi đúng là con sói mất đắng. Vỡ mật nà, chiến đấu với ta mà còn dám phân tâm. Bây giờ tôi chết rồi, ta còn chém ngươi thịt ngàn mảnh thì ta không tin là hoàng phủ chí cường. Nhanh chóng dời vị hang đi, tránh cho xảy ra biên cũ. Ta còn muốn quan trọng là có thể nhanh chóng được à? Chém. Thần lùng hống. Hả? Cái gì vậy? Chẳng phải là đã giải quyết xong rồi hay sao? Cái gì? Người có hại huyết mạch linh thú luôn sao? À, cái gì? Người Hồn phủ chí cường, hạ lũ bình an. Kết thúc rồi. Nếu như ngươi có thể tầm và được thông tin di lộ thì tiếp tục hợp tác. Tỷ có muốn ăn chút cơm trước không? Tư đồ huyết đã về chưa? Vẫn chưa. Ta biết rồi, hán quân đang đi cùng với Dương Ngọc Nhi kia. Liêu thì Lâm Phi Nhi tìm người. Lâm Phi Nhi tìm ta?
cô ta điên rồi sao, tìm ta làm gì? Một lát sau, làm phiền gì cô trốn gió à? Mà lấy đến tìm ta thì ta là một chuyện. Làm phiền thầy cô đúng là trốn gió thật rồi, ta lừa quán cô. Ngăn cản tư đồ ý tầng hòa thông thiên di lộ, người cũng không bằng lòng hay sao? Cái gì? Cô nói lại lần nữa xem. Ta biết người sẽ tham gia thông thiên chi lộ, thông thiên trên chi lộ, ngăn cản tư đồ huyết để cho hắn, đừng cho hắn thông qua. Tư đồ huyết người không thông qua được thông thiên chi lộ, ta xem ngươi vợ với Ngọc Nhi còn sống túc, sống phi kiếu gì. Ta hiểu rồi, bị tư đồ huyết vứt bỏ rồi chứ gì, làm vì nhì cô cũng có ngày này sao? Cuối cùng thì cô cũng biết đối đầu, biết người khác phản bội rồi nhỉ. Ta chỉ có thể nói vậy một câu thôi, đáng đời. Có lẽ là bảo ứng của ta, nhưng mà ta còn cam tâm. Ta đi xin vì tư đồ huyết nhiều như vậy, chỉ có người thì mới có thể ngăn cản tư đồ huyết, cũng chỉ có người mới dám làm như vậy. Lâm phi nhi, đừng có quên, trong mắt ta thì cô cũng chỉ là một súc sinh, cô và tư đồ huyết đều là kẻ thù của ta. Chẳng sao, bây giờ ta là một phế vật, giờ lại mất đi tất cả, tốt nhất đều chết hết cùng ta. Từ tao nghĩ thì không thể sống, nhìn thấy kết cục của cô bây giờ ta cũng rất vui vẻ. Ta sẽ đi tìm cơ hội bỏ thuốc tư đồ huyết, giảm công lực của hắn. Đi đã, nghe nói cô 3 năm nay rồi mà tu vi không có tầng tiếng à, đưa huyết mạch linh thuốc của cô đi cho ta xem thử. Chẳng có gì đâu đáng xem cả. Đến thì cũng đã đến rồi. Cái gì? Thư không huyết liễn. Ngươi biết đây là gì sao? Thương khung huyết liền là độc môn bí thuật của mỹ nữ sư phụ. Không ngờ lại xuất hiện trên người của Lâm Phi Nhi, khóa chặt huyết mạch linh thú của cô ta. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Mỹ nữ sư phụ đã giúp mình trừng phạt Lâm Phi Nhi từ 3 năm trước, vậy mà mình lại không biết. À không đúng, với trí tuệ của mỹ nữ sư phụ e là ngày ấy. Về sư muội, mấy hôm nay muội và tứ đồ huyết đi lại thần thiết quá nhỉ? Đâu có đâu, tư đồ huyết chỉ là đưa ta đi làm quen với thông thiên học viện, làm hết trách nhiệm của chủ nhà mà thôi. Với sư muội ở trước mặt ta thì không còn diện đâu, mới có định câu dẫn tư đồ huyết đúng không? Ê chào, người ta vậy mà đâu thể gọi là câu dẫn chưa? Rõ ràng là trái tài gãi sắt, lưỡng tình tương duyệt mà. Nhưng mà cũng phải nói đi nói lại, ta muốn nhờ ca sư huynh giúp một chuyện. Muốn ta giúp sao? Ta muốn nhờ sư huynh giúp ta đến tư đồ hoàng phủ hỏi cưới. Ta muốn dính đính hôn với tư đồ huyết. Đính hôn? Vội vàng như vậy sao? Không vội là không được. Tư đồ huyết thật sự là có thiền phú, trên người lại có linh thú huyết mạch cổ dài, bản thân thì cũng đã tiến vào hòa thánh, đến đại thế giới rồi, thì có tư đồ vườn bồi dưỡng, thì tư đồ huyết thì đối sẽ bay lên cao. Ta phải xác nhận quan hệ với tư đồ huyết, như vậy thì khi đến đại thế giới rồi thì tới sự trưởng thành của tư đồ huyết thì ta cũng sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Sư muội tính kế hay lắm, chỉ là ta nghe nói tư đồ huyết đã có nữ nhân rồi, tên là Long Phi Phi Nhi cái gì đó. Nữ nhân đó còn đại nhập tới, có tư cách gì mà so với ta? Đó chính là con kiến bị ta giảm dưới chân, nghe lời còn đỡ, không nghe lời một chưởng là chết. Nếu đã như vậy thì ta sẽ dốc toàn lực làm chuyện này vì sư muội. Sau này sư muội phát đạt rồi thì đưa cái quần ta đấy. Sư huynh yên tâm. Tô gan. Giang Thái Phi vô, quả nhiên là người đã tới rồi. Nói cho ta biết, cái đứng đằng sau sẽ khiến hại chết mình đế sư phụ ta là cái nào? Giảm chốc vô mồn ta mà ngươi cũng xứng sao? Ngươi nghĩ hôm nay ngươi cũng có thể sống sót mà rời khỏi đây ư? Nhật kiếm triều thiêu. Sư huynh giết hắn. Tập 239. Vương Thái Phi vô, bản lĩnh không nhỏ, đáng tiếc hôm nay bớt buộc phải chết. Không nói phải không? Xem ra cái chết của sư phụ ta có quan hệ không thế rù bỏ được với thế lực của các người. Vậy thì đã sao? Lần này chúng ta tới đây là một nhiệm vụ, trong đó chính là lỗi trợ dư nghiệt của Minh Đế người, là người đó.
Vậy thì không còn gì để nói nữa rồi. Thường thì nhật kiếm. Chia tiệt, một nơi thùng quê hoang dã nhỏ bé như thế này mà cũng có tu vi như vậy được à? Chúng ta thực sự đã xem thử hắn rồi. Nếu đã như vậy thì không chơi với ngươi nữa. Chấn áp cho ta. Đi là thần binh. Chấm. Ây da. Chết tiệt. Xem ra hôm nay không thể giết được hai người này rồi. Rút. Muốn đi sao? Xem ngươi chạy đi đâu. Âm thanh gì vậy? Vội sư bá. Ngươi bị làm sao vậy? Ai là người bị thương? Hướng thiện, không ngờ lại gặp người ở đây. Không kịp giải thích nữa đâu. Có người đưa theo tới rồi. Vào trong phòng của ta đi. Một lát sau, chính lên đây này. Trên vòng thái dương phi đó chắc chắn là trốn vào bên trong. Người có dân duyên cùng ra đi cho ta. Hoan nghênh thượng nhân. Phùng vô đạo, tên phản đồ nhà người cũng dám bước chân vào vân uyên cung. Không ngờ nơi nhỏ bé này mà cũng có một nữ tử xinh đẹp như vậy. Ngu miên nhận to gà, tới sửa tướng bốn cùng chủ không dám giết chết người à? Có băng linh thì ta đi, cái lỗ rác rưởi nhiều người. Vân uyên cung ta cũng muốn trừ bỏ từ lâu rồi. Dám nói chuyện như vậy với bốn cùng chủ, hôm nay ta xem có xé rách cái miệng của người ra không. Dên tây Phương công chủ, bên tin đừng nóng. Đừng quên chúng ta đến đây để làm cái gì. À vân thượng nhân, nghịch tịch vân thể phi dường bị bọn ta đá thường chạy trốn đến chỗ của các người. Nhanh chóng giao vân thể phi dường ra đây. Vân thể phi dường, ta không biết là người đang nói cái gì. Không còn biết người có phải biết hay không. Bọn ta sẽ tự vào lục soát là được. Đứng lại, nơi này là vân uyên cung, không cho phép các người vào mát. Ô mau. Giáo viên Ngô, nhân kỳ cảnh tù vi của hai người đều đã đạt tới nhân kỳ cảnh rồi. Không tự lượng sức, hai vị này là thường nhân đến từ đại thế giới, là dám chống lại thường nhân. Một trong cái vân uyên cung cũng không đủ diệt đấy. Đứng lại. Tiêu viện trực, người dám ngăn cản? Vân thợ phi dường không ở đây. Người nói không có là không có, chỉ có thể sốt rồi mới biết. Người nói sốt là sốt à? Người không sợ ăn đòn à? Tiêu viện trực, lòng nhân nãy của ta bị các người mài mòn hết rồi đấy, tránh ra. Bọn ta mà đánh mất nghịch tặc vân khai phi dường, đừng ép ta ra tay. Hai người này là tù sĩ đến từ một bên khác của Tổng Thiên Chi Lộ, là muốn bắt vào sự bá. Chẳng lẽ là chuyện liên quan tới mình đế? Ra tay thì ra tay, ngươi có tự tin đánh thắng được lão phu là được. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta có thể không chặn được, nhưng nếu người trong đó không có ở Vạn Uyên Cung thì phải làm sao? Dù sao thì chuyện này cũng có liên quan tới tổ nghiên của Vạn Uyên Cung. Thì ngươi muốn thế nào? Nếu như không có thì báo Phương vô đạo quy xuống xin lỗi. Hỗn sợ Tiêu Canh Dù, ngươi đừng có nằm mơ. Cái điều kiện này của người thì hai vị thường nhận làm sao mà đồng ý chưa? À được, ta đồng ý. Hả? Ngọc Nhi thường nhận cô. Phương công chủ yên tâm, tên người ta đó đang trốn mà đi. Ta nhất định sẽ tìm án ra, không ai có thể đến ngươi được. Tiêu Canh Dù lão già nhà người đúng là xấu xa. Mà hai vị thường nhận đầy mà bắt được nghịch tặc thì vẫn y cùng các người cũng không thất khổ liền càng đâu. Phương vô đạo, ngươi cứ tiếp tục nghe nhót đi, để lát nữa mà quỳ. Thế nào, có nắm chắc che giấu được vân thể phi dường không? Ngươi biết cả sao? Nói nhảm, vân y cung có thể có chuyện gì giấu được mắt ta? Nhìn chuyện yên tâm, ta đã bố trí trận pháp che giấu rồi. Với cái trình độ của những người này thì không thể nào phát hiện ra được. Tiền tầm với cái trình độ trận pháp của người. Bên phía ta tìm không thấy.
ta cũng không tìm thấy. Thật kỳ lạ, Vân Thế Phi Dương đáng lẽ là không thể nào chạy trốn khỏi viện mới phải chứ? Nhất định là do người của Vân Yên cùng giở trò, tuyệt đối là không thể tha cho bọn chúng. Nỗi nặng bày bà, tìm không thấy thì chứng tỏ người không có ở đây. Đừng có mở đi mà vụ cáo Vân Yên cùng ta. Tiếp tục liên sớt toàn thành, Vân Thái Thị Dường đó bị thương nặng, không thể chạy xa được đâu. Đứng lại, Phương Hòa Đạo quỳ xuống tạ tội. Ngươi nằm mờ đi. Bốn công chủ quỳ xuống trước các người thì cũng nhận nổi gì sao? Ngươi muốn lỡ nước lợi, nếu như đã như vậy thì không cho ta một lời giải thích thì không ai đi khỏi đây được đâu. Lão già phiền phức. Thông tin học viện mà cũng có cao thủ như thế này sao? Ngươi làm phản hả? Lại giống vô lễ với thường nhân. Vì cùng các người muốn ăn đồ à? Có người ta rất là cố chấp, chỉ các ngươi đã đồng ý làm thì làm, mà không làm thì ta có tàn sự nát thịt cũng phải giữ các ngươi lại. Phần cầm chỗ, ngươi quỳ trước bọn họ đi. Bọn ta đang vội, không có thời gian để lần nhằn vì hắn. Ta đại trưởng phụ có được vui được. Phương công chủ không cần thiết phải để ý chi tiết. Thường nhận nếu như chuyện ra ngoài thì ta phải làm người thế nào? Đừng có lần dặn nữa. Phương công chủ coi như là giúp bọn ta một việc đi. Nhưng mà chuyện này đừng có lờ mờ. Lòng nhẫn nại của ta có hạn. Đỡ nghĩa. Chết tiệt, quá nhục nhã, quá nhục nhã. Tập 243. Đi thôi. Món nợ này ta đã ghi nhớ cho Vân Yên Cung rồi. Đợi bốn cùng chủ báo thù đi. Phương Vô Đạo, năm đó ngươi phản bội Yên Cung, cái quỳ này cũng chỉ là bắt đầu thôi. Huyền ẩn trận ta. Dân sư bà, không sao rồi. Vết thương của người sao rồi? Vết thương cũ chồng lên vết thương mới, sớm đã quen rồi, tạm thời thì không chết được. Vân sư bà, hai người từ thông thiên di lộ kia có liên quan tới cái chết của mình đi không? Sau lưng hai người này lại có tiền lực lớn ở đầy thế giới, bắt đầu thông thiên di lộ. Ban đầu thì sư phụ mình đi của ta chính là về từ cái này đó, lại có thể chắc chắn là tới lời đàn sau chúng lại có liên quan tới cái chết của sư phụ ta. Chỉ là hai người này có mang theo thần binh, ta tạm thời không thể làm gì được bọn chúng. Mình đi ban đầu tại sao lại quay về từ đầy thế giới? Cụ thể thì không rõ, nhưng mà ta nghe sư phụ nói thì thế giới này còn chứa một bí mật to lớn. Khi đó sư phụ ta quay về chính là bí mật đó. Minh đế quay về lại có huyết ma thần của huyết thần sơn, đều không phải là chiến lực mà thế giới này nên có. Đúng là thế giới này có rất nhiều điều chưa biết, bao gồm cả mẫu thân hoàng dành dành của ta, Tư Đồ Huyết và Dương Ngọc Nhi. Tư Đồ Dầu Phủ, chúc mừng chúc mừng. Hôm nay lệnh làng chính thức đến hùng với sư mùi ta. Từ nay về sau thì vĩnh kích đồng tâm, tiên lộ thông thoáng. Có thể lấy được một người tuyệt sắc như là Ngọc Nhi thường nhân, là Tư Đồ Phủ của ta với cậu. Sau này mọi người đều là cùng một nhà. Ngọc Nhi, ta thực sự giống như đang nằm mơ vậy, không ngờ lại có thể kết thành phù thế với nàng. Tư Đồ Làng, sau này chỉ đối tốt với một mình Ngọc Nhi thôi đi nhé. Ngọc Nhi yên tâm, Tư Đồ Huyết ta nhất định sẽ không phụ nàng. Tì tì, đàn ông trong thiên hạ nhiều lắm, còn gì vậy mà hắn lại đến hồn với Dương Ngọc Nhi? Ta còn tưởng hắn chỉ chơi đùa, không ngờ hắn lại nghiêm túc. Tư Đồ Huyết, chị đã vứt bỏ ta rồi, đúng không? Ta rất ngồi một chút. Tì tì à, đừng có làm chuyện ngu ngốc. Thiếu phụ chủ, uống thêm một chén nữa đi. Thì chủ, ông mỹ nhân về phải uống nhiều một chút chứ. Hôm nay phải uống cho thật đã. Chư vị, hôm nay đã uống không ít rồi, để ta thông thiện chi lộ qua thì đến lúc đó lại uống cho đã cũng không vội. Thưa chủ phụ, thông qua thông thiên chi lộ đã là chuyện chắc chắn rồi. Ta xin chúc mừng tiên lộ của thiếu chủ thênh thang rộng rãi. Các người uống trở đi, ta về tu luyện đây. Đã uống không ít rồi, thân thể thật sự có chút khô nóng, đáng tiếc là hôm nay chỉ là đến hồ, nếu không thì bây giờ có thể tiền miền với Ngọc Nhi rồi. Tư vị đó nghĩ thôi đã. Lâm Phi Nhi, sao cô lại ở đây? Tư Đồ Ca Ca, không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao?
Nếu như không có chuyện gì thì cô nên đi đi thì hơn. Tứ đồ ca ca, đúng là có người mới thì nói cũ mà. Thôi rồi, hôm nay ta đến để chúc mừng cho Quỳnh và Ngọc Nhi thường nhân. Làm phiền nhì, cô đi nghỉ xong là tốt. Sau này bước vào đại thế giới, sau thông thiên chi lộ rồi, cô cũng sẽ hưởng quyền hòa phú quý ở thế giới này. Cảm ơn tứ đồ ca ca. Con nhớ tới ta. Tứ đồ nhì, con có một chuyện muốn cầu xin. Cô nói đi, bổn thí chủ phụ sĩ đáp ứng cô. Dù gì thì ta và tứ đồ ca ca cũng có nhiều tình cảm nhiều năm. Hôm nay ta muốn cùng tứ đồ ca vui vẻ lần cuối. Từ nay về sau đương ai nấy đi. Làm phiền nhì, bổn thí chủ phủ vừa đến hồn, hy vọng cô. Tứ đồ ca ca, chậm chậm thôi, ta có bất ngờ muốn cho Quỳnh xem. Bất ngờ gì? Bổn thí chủ phủ không chờ được nữa rồi. Làm người thì phải giống như là thí chủ phủ đây. Thí chủ phủ mới là người thân. Bây giờ làm phiền nhì, cô dám? Sao vậy? Thí chủ phủ đang cầu thảm. Có khi nào có một khả năng là thí chủ phủ và làm phiền nhì đang chơi cái trò gì không? Làm phiền nhì, ta tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Con tiểu nhân này không đúng nha. Rõ ràng thí chủ phủ đang cầu thảm. Nhanh đi vào trong xem thử. Đây, lại xảy ra chuyện gì? Làm phiền nhì, vậy mà ngươi lại dám phí ta. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Từ đồ huyết, ta đi theo ngươi bao nhiêu năm rồi, và ngươi lại phụ ta. Chẳng phải là ngươi muốn cưới người khác hay sao? Vậy thì ta sẽ không cho ngươi làm đàn ông nữa. Ngọn rồi đó làm cái gì? Mở mắt của ta lại. Hồi tiền tục mới tin tức động trời đây, tin độc quyền vừa nóng vừa hổi đây. Chuyện gì mà hưng phấn như vậy? Không phải là ta hưng phấn, ta nói cho ngươi thì cũng hưng phấn đấy. Đừng có ấp mộ nữa, nhìn nó đi. Có thể khiến cho ta hưng phấn thì trừ khi là tứ đồ huyết chết rồi. Sao phải chết? Thì còn khiến cho người ta hưng phấn hơn nữa cơ. Tứ đồ huyết bị làm phiền nhị thiến rồi. Cái gì? Thiến rồi từ sao? Thật mà, bây giờ tứ đồ huyết đang gấp gáp để cứu trị. Không biết là có thể giữ được cái gốc gác không? Đáng đời, đúng là báo ứng. Thế làm phiền nhị đâu? Đương nhiên có lẽ là bị bắt rồi. Có lẽ là muốn lấn trị cô ta. Tứ đồ huyết cũng có. Vì vừa mới đến hồn với Dương Ngọc Nhi xong liên bị thiến. Ngươi đi làm với ta một việc, tham gia tất cả tình hình liên quan tới địa điểm nhốt Lâm Phi Nhi, rồi nói cho ta biết. Hả? Ngươi muốn làm gì? Chuyện này ngươi đừng có quản, nhanh đi làm đi. Thực chất ta rồi, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Tình hình thế nào rồi? Ngọc Nhi thừa nhận, ở dược sự vốn đang trị liệu cho tứ đồ huyết. Tại sao tứ đồ huyết lại bị thương đến gốc rễ? Chuyện này Ngọc Nhi thường tiên yên tâm, đồ nhi của ta nhất định sẽ không sao. Ở phùng dị sự con trai ta thế nào rồi? Ta tài hiện sức mọn, không cứu được lão nhị của thiếu chủ phủ. Gốc rễ của thiếu chủ phủ coi như là hoàn toàn phế bỏ rồi. Cái gì? Phế rồi. Tôi đều biết không phải là đàn ông. Vị hôn phu ta vừa mới đến hồn không phải là đàn ông nữa. Ta phải làm sao đây? Không có cách nào sao? Có lẽ tìm được dược hoàng còn có chút hy vọng. Thiếu phu chủ lần này bị phế triệt để rồi. Đặc trưng của đàn ông hoàn toàn đã bị một đạo cắt đứt. Vẫn là nên nhanh chóng đi tìm dược hoàng đi. Ngọc Nhi thừa nhận, ngài đừng tức giận. Tôi đồ hồn phu ta nhất định sẽ tìm được dược hoàng. Đúng vậy. Tôi đều biết cho dù mất gốc rỡ thì cũng không ảnh hưởng tới tù vị. Vâng là hào án, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục. Sư mùi à, đây cũng làm trọng. Tứ đồ chủ phủ yên tâm, ta vợ tứ đồ làng nếu như đã đến hồn thì sẽ không rời sanh nạn chàng ấy. Ta vợ thăm chàng ấy trước. Nói tình tứ đồ vừa, ta thử nhìn đã. Lâm Phi Nhi, ta phải khiến người chết không yên thân, ta phải lục gia ngươi. Lâm Phi Nhi thế nào rồi? Con có thể thế nào? Đang bị trừng phạt, có lẽ đã bị đánh đến mức mà nơi sống để chết rồi. Bảo với ca nề mà chồng đó không dám làm cô ta chết đâu. Thiếu phụ chủ nói phải đích tận đinh đầy giết chết cô ta. Lâm Phi Nhi ở đâu? À, thiếu phụ chủ đang nhốt ở trong nhà giam bên trong ạ. Dẫn ta vào. Vừa Lâm Phi Nhi, con tiện nhân nhà người cũng dám hại thiếu phụ chủ. Người đúng là gan to bằng trời.
Hét lên đi, xin ta tha cho. Mà nó có tiền nhân này đúng là bị cầm rồi à? Không ú ớ một câu nào luôn. Ta có cách để con tiện nhân này cầu lên. Cùng ra, ngươi dám động vào người ta, ta chỉ chết cái nguy. Con mụ này còn tưởng mình là cao tài thượng à. Hôm nay ta sẽ cho các người biết xin lỗi hãy của anh em bọn tao. Lý Hương Thiện, không ngờ đến bây giờ mà người vẫn muốn giết ta. Cũng tốt, chết trong tay của người ít nhất còn đỡ hơn chết ở trong tay Tứ Đồ Huyết. Đi theo ta. Người không giết ta, người đến để cứu ta. Lý Hương Thiện, ta nằm mơ cũng không ngờ người lại đến cứu ta. Có phải là người còn tình cảm với ta không? Hương Thiên à, ta có trích đi thật sự là không ra gì đối xử với người như thế. Nếu như ngươi vẫn còn tình cảm với ta, ta bằng lòng quay lại với ngươi. Mọi kiếp, cô bị điên à? Ta có tình cảm với cô, nhìn ta giống cái thằng ngu lắm hay sao? Cái gì? Làm phiền gì, cô bây giờ trong mắt ta, con trắng bằng một con chó. Thật sự là không biết tờ tiền nợ đó của cô ở đâu ra. Ta mà có tình cảm với cô sao? Vậy tại sao ngươi lại tới cứu ta? Bởi vì ta nhìn thấy cái dáng vẻ bây giờ của cô, ta rất vui. Ta phải thưởng thức cho đã chứ. Đi làm phiền nhì, đúng là thiên đạo luân hồi báo ứng đó nha. Ngươi đi thì ta xin người đó cho ta một cơ hội đi có được không? Ngươi giúp ta khôi phục tu vi, ta cùng ngươi đối phó với Tứ Đồ Huyết. Đừng có nằm mơ nữa. Tự ta có thể đối phó được với Tứ Đồ Huyết được. Bây giờ cô là cái thứ gì chứ? Người muốn giết ta sao? Phía và như cô vốn còn giá trị để lợi dụng. Người nói lại lần nữa xem. Ở thí chủ phủ, thật sự là ngài đã đến ngất chúng tôi. Cô Lâm Phi Nhi đi mà. Ta là bị mất bệnh nặng nên nó bị thiêu cho hồ đồ luôn rồi hay sao? Lâm Phi Nhi đã đối xử với ta như vậy, hủy căn cơ cái đàn ông của ta, ta còn thả cho hắn đi. Ta là cái ngu sao? Tôi rồi làm bình tĩnh. Có lẽ chuyện này cũng có ẩn tình khác. Mấy người này không giống như là đã nói dối. Khả năng lớn là có một người giả mạo con. Vậy là ai làm? Có phải là Lý Hương Thiền và cái đám người của Hoàng Nhiên Cung không? Không thể nào. Lý Hương Thiên Thuận không thể xế thịt Lâm Phi Nhi, thì làm sao có thể cứu cô ta chứ? Vậy thì chuyện này có đúng kỳ lạ. Đầu điều tra đầu báo tức đức ra cho ta. Ta nhất định phải lục giờ Lâm Phi Nhi. Ba ngày sau, phải đến Thông Thiên Chi Lộ rồi. Ta biết ngay là người sẽ tham gia. Nhớ là cô sống quay về. À, con ngươi yên tâm. Có thấy tiểu tử này có sáng tạo ra kỳ tích không? Hai chúng ta không hề mà gặp đến để tiền hắn, không phải là gửi gắm hy vọng vào hắn hay sao? Chuẩn bị đi. Nếu như tiểu tử này áp chế được tiền kiều của tập đại Hoàng Phủ, thì Văn Uyên cùng chắc chắn sẽ lại tái diễn kỳ tích năm đó. Thông Thiên Chi Lộ hôm nay sẽ bắt đầu. Có thể thông qua Thông Thiên Chi Lộ đã tới đại thế giới ở đầu bên kia hay không thì phải xem bản lĩnh của các ngươi rồi. Đại thế giới nó hương thịnh đã tu luyện, tu giả nơi đó vừa xa nơi đây, có thể qua đó chính là tàu hòa lớn nhất của đời của các ngươi. Lần này Thông Thiên Chi Lộ không có chỉ định người tham gia. Học viên của Thông Thiên Hậu Viện và con cháu của thành niên Hoàng Phủ đều có thể tham gia sang lọc vòng ngoài. Quyết đánh ra 10 người bước lên Thông Thiên Chi Lộ. Cuối cùng thì ta cũng có cơ hội để bước lên Thông Thiên Chi Lộ rồi. Nhất định phải nắm chắc. Ngây thơ. Người sáng mắt thì đều biết đây là muốn tiêu diệt toàn bộ Văn Uyên Cung. Hơn nữa không còn có lỡ. Lần này con cháu của Hoàng Phủ đều đưa theo nhiều cường giả trẻ tuổi đi vào, thì chính là vì đã đảm bảo lượng người tham gia không tổn thất. Thí luyện vào ngoài mở. Bắt đầu đi. Mọi người còn lại cuối cùng sẽ tự động nhận được chìa khóa vào cửa Thông Thiên Chi Lộ. Thì cho phụ à, chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Chí Cường, mấy ngày trước gặp bọn trắc, để cho người thay tới Hoàng Phủ. Ngươi đúng là may mắn. Dù sao thì Hoàng Phủ Chí Cường cũng là anh trai ta.
xảy ra chuyện thì ta cũng buồn. Vậy sao? Sao ta thấy người không buồn? Con trai, lần này thanh niên cường giả của tư đoàn Hồng Phủ đều sẽ đi theo con vào. Nếu như không phải thông tin chi lộ hạn chế tùy tác, thì ta cũng sẽ phái trưởng lão đi theo con rồi, để đảm bảo cần kia. Chà, không cần đâu. Tư đồ huyết cồn mặc dù là mất đi căn cơ của đàn ông rồi, nhưng mà con cảm thấy mình đã trở nên mạnh hơn. Lúc trước con đã không có đối thủ, bây giờ thì càng là vô địch. Đã bị người ta thiên rồi, con dám gió to như vậy. Tự lắm, đây là con trai của ta, không còn căn cơ thì ra sao? Đợi con trở thành đại tu vi già rồi, thích dời thế nào thì cũng được. À đúng rồi cha, con vẫn còn chưa có tin của Lâm Phi Nhi sao? Tập 247.